Chiều mùng 3 tháng 4 có 6 ca mắc COVID-19 tại Tây Ninh và Bắc Ninh. Bản tin chiều ngày mùng 3 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh và Bắc Ninh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.626 bệnh nhân. Số ca mắc ở Việt Nam. Tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 4, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Tính đến 6 giờ ngày 3 tháng 4, Việt Nam vẫn có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 34 ca, Bắc Ninh 5 ca, Bắc Giang 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca và Hưng Yên 3 ca. 10 tỉnh thành phố Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh và Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã qua 49 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hà Nội đã 46 ngày và Hải Phòng 39 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 3 tháng 4 có 6 ca mắc mới đều là các ca nhập cảnh đã được cách ly ngay. Thông tin ca mắc mới, 6 ca mắc mới Bệnh nhân 2621 đến bệnh nhân 2626 là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bắc Ninh, 4 người và Tây Ninh 2 người. Cụ thể, ca bệnh 2621, bệnh nhân 2621 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, bệnh nhân là nam, 51 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại xã Kỳ Văn, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ca bệnh 2622, bệnh nhân 2622 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là nữ, 34 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Ca bệnh 2623. Bệnh nhân 2623, ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, bệnh nhân là nam, 42 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ca bệnh 2624. Bệnh nhân 2624, ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là nam, 41 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, các bệnh nhân trên từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 2 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ca bệnh 2625 Bệnh nhân 2625 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân là nữ 24 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ca bệnh 2626, bệnh nhân 2626 ghi nhận tại Tây Ninh, bệnh nhân là nữ 24 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 4 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 24.478. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 498, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.870, cách ly tại nhà tại nơi lưu trú là 8.110. Tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 2.383 trên tổng số 2.626 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện có 81 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 38 ca âm tính lần 1, số ca âm tính lần 2 là 15 ca, số ca âm tính lần 3 là 28 ca. Số ca không qua khỏi liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Để sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người xuất cảnh được thành phố triển khai lại từ tháng 4 này. Vậy xét nghiệm COVID-19 trước khi đi xuất cảnh sẽ như thế nào? Một phần câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Người muốn làm xét nghiệm dịch vụ COVID-19 bắt buộc đăng ký lịch trước tại trang web hcdc.vn hoặc qua hotline. Việc đăng ký trực tuyến giúp cho việc chủ động thời gian đi xét nghiệm, tránh chờ đợi và tập trung đông người. Người cần xét nghiệm phải cung cấp bản sao hồ sơ gồm hộ chiếu và vé máy bay, hộ chiếu và thư bảo lãnh hoặc thư mời từ phía nước nhập cảnh và giấy giới thiệu của công ty nếu có khi đi đường bộ. Khách di chuyển bằng đường thủy thì cần có thêm sổ thuyền viên. Khi đến điểm lấy mẫu phải thực hiện việc khai báo y tế, khai thông tin, bắt buộc đeo khẩu trang trong thời gian chưa vào khu lấy mẫu. Chi phí một lần xét nghiệm là 734.000 đồng bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả sẽ được hẹn trả từ 8 cho đến 10 giờ sáng ngày hôm sau tại trụ sở chính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ở quận 8. Kết quả này thể hiện song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có giá trị trong vòng 72 giờ tính từ lúc lấy mẫu. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước cơ bản được kiểm soát tốt, nên từ cuối tháng 3 năm 2021, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh lại được du khách chọn lựa là điểm đến an toàn, tham quan du lịch, hành hương và ước tính bình quân mỗi ngày đạt trên 2.000 khách du lịch. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, các khu vực phục vụ du khách, cabin cáp treo, nhà ga đều được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, cùng với việc hướng dẫn du khách rửa tay diệt khuẩn đeo khẩu trang và kiểm soát chặt chẽ thông tin khách du lịch so với năm ngoái thì năm nay núi Bà Đen thay đổi khá là nhiều là trên đây trồng hoa nhiều hơn có thêm một cột mốc in và hiện tại thì sau lưng mình cũng vừa mới hoàn thành một tượng bà Đúc đồng thì có nhiều địa điểm in cho nhiều bạn trẻ hơn à, mình đến với núi Bà Đen thì mình cảm giác công tác phòng chống dịch trên này rất là an tâm và nếu có cơ hội thì mình sẽ giới thiệu bạn bè và dẫn bạn bè đến đây tham quan. Vốn là điểm du lịch nổi tiếng tại Tây Ninh với chùa bà, nhưng núi Bà Đen giờ đây không chỉ có quần thể chùa linh thiêng mà thực sự được lột xác khiến du khách vô cùng thích thú. Ở lượng khách tăng vì thời trong thời gian qua là chúng tôi có cái công tác phòng chống dịch rất là tốt và đảm bảo được cái sức khỏe cũng như sự an toàn, sự an tâm của khách hàng khi đến với khu du lịch. Chúng tôi về cái mặt cận quan thì chúng tôi cũng gia tăng những cái điểm check-in mới như là cột mốc 986 m và đặc biệt năm nay chúng tôi có tượng Phật bà à, cao 72 m được kỷ lục Guinness công nhận là tượng Phật bằng đồng lớn nhất châu Á. Những cánh rừng xanh bát ngát cùng nhiều vườn hoa tươi thắm đủ sắc màu đồng loạt xuất hiện làm thành những mảng màu rực rỡ trên núi Bà cùng tuyến cáp mới lướt trong mây trắng mang tới hành trình trải nghiệm núi Bà Đen phiên bản 2021 đặc biệt thú vị. Sau thời gian ngủ đông do đại dịch Covid-19, du lịch nội địa đang khởi động trở lại với những sản phẩm mới đặc sắc, phù hợp yêu cầu phòng chống đại dịch. Theo nhận định sau mỗi đợt dịch bệnh được kiểm soát thì nhu cầu du lịch nội địa sẽ tăng hơn gấp nhiều lần, để được xem là dư địa để du lịch Việt Nam đẩy mạnh kích cầu. Đi du lịch bằng xe tự lái theo các nhóm nhỏ, khám phá dọc các tỉnh Tây Bắc với những điểm đến hoang sơ mang đậm nét văn hóa lịch sử. Tất cả du khách khi tham gia chuyến du lịch đều phải thực hiện các quy trình khai báo y tế theo quy định. Đây là chương trình kích cầu du lịch đầu tiên ngay sau khi dịch được kiểm soát theo hình thức caravan mà các doanh nghiệp lữ hành liên kết triển khai. Chương trình được thiết kế cho nhóm khách, gia đình hay bạn bè có nhu cầu đi du lịch nhưng mong muốn đảm bảo mức an toàn cao nhất. Tìm hiểu về Tây Bắc một cách chi tiết hơn, và tôi cũng rất là ngạc nhiên à, bởi vì cái văn hóa bản địa của những dân tộc ở khu vực này. Khởi đầu cho cái đợt dịch vừa rồi và à, nếu như mà du khách đang còn ngần ngại bởi vì là cái tâm lý e dè trong cái việc à, dịch bệnh thì chúng tôi cũng mong muốn là khơi dậy những các cái à, à, sự yêu thích du lịch. Sau đợt dịch vừa qua, chương trình kích cầu du lịch nội địa một lần nữa đang được triển khai trên cả nước. Cùng với các đơn vị du lịch, nhiều địa phương cũng đưa ra gói kích cầu riêng bằng các chương trình khuyến mãi, giảm giá vé tham quan các danh thắng, di tích để thu hút khách. Cùng với việc kích cầu du lịch do ảnh hưởng của Covid-19, thì Lai Châu cũng đã đón một cái lượng khách cũng khá là lớn. Theo cái số liệu tổng hợp thì tăng 7 lần so với cùng kỳ của năm 2020 các đơn vị du lịch và điểm đến vẫn duy trì cam kết thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch với quyết tâm cao nhất là không để dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ lây lan trong hoạt động du lịch. Cá nhân nào có sử dụng điện thoại thông minh thì có thể quét qua mã QR. Còn cá nhân nào không sử dụng thì chúng tôi đều yêu cầu tất cả các cá nhân hay báo y tế trên giấy đầy đủ nơi đi nơi đến quá trình di chuyển của bản thân. Trong thời gian qua thì các đơn vị du lịch cũng như khách du lịch rất tuân thủ, do vậy là tất cả những cái đợt dịch bùng phát không phải xuất phát từ những khách du lịch. Do vậy là đây là những cái dấu hiệu cho rằng là về mặt du lịch thì rõ ràng là khách di chuyển rất nhiều nơi, do vậy là cái việc quan tâm đến phòng chống dịch rất là quan tâm. Dịch Covid 19 hơn một năm qua đã tác động rất lớn đến hoạt động du lịch tuy nhiên trong khó khăn những đơn vị du lịch luôn nỗ lực tìm những sản phẩm mới đa dạng và đặc biệt mang chiều sâu văn hóa để hấp dẫn du khách ngay sau các đợt dịch được kiểm soát